Ái phòng thay đồ MU, Harry Maguire tỏa sáng ngay trận ra mắt MU. Chỉ huy hàng phòng ngự cực tốt, giúp Jerry giữ sạch lưới trong 90 phút đầu tiên của mùa giải mới. Điều đáng nói, Harry Maguire, 26 tuổi, nhanh chóng thể hiện tư chất thủ lĩnh trên sân, biết cách hô hào và truyền cảm hứng cho các đồng đội xung quanh. Điều này khiến huấn luyện viên Sonzer cực kỳ ấn tượng. nguồn tin từ nội bộ đội chủ sân Old Trafford cho hay, sự xuất hiện của Harry Maguire có ảnh hưởng lớn đến phòng thay đồ ngay sau chiến thắng vùi dập Chelsea 4-0. Paul Pogba đã đặt cho Harry Maguire biệt danh quái thú. John giờ hy vọng, chàng tân binh trị giá 80 triệu bảng sẽ hợp cùng với Lindelof, Juan Bissaka, lúc xô thành bức tường vững chắc trước khung thành Zegi.